Không khí vô cùng sôi động và tinh thần thể thao tuyệt vời tại thử thách đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến động lực rất lớn cho không chỉ những thành viên đang tập luyện tại 11 câu lạc bộ thuộc hệ thống California ở Hà Nội, mà còn thu hút rất nhiều người muốn thử sức tranh tài để giành được phần thưởng vô cùng hấp dẫn là chiếc thẻ tập bằng vàng 24K trị giá 170 triệu đồng. Đến với thử thách lần này, mình sẽ cố gắng quyết tâm hết sức. Hàng ngày mình vẫn tập luyện thật chăm chỉ vì sẽ nỗ lực cho cuộc thi và sẽ chiến thắng thử thách. Fighting! Thì ngay từ khi biết đến thử thách này, mình đã cố gắng tập luyện hết sức mình và mình sẽ đem đến 100% sức lực của mình để tham gia thử thách đạt giải thưởng của Cali. Hiện tại, dù thử thách sức mạnh ngàn cân vẫn chưa được hé lộ cụ thể, nhưng để cho những ai đăng ký tham gia có sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực và tinh thần, California tổ chức các buổi workshop huấn luyện đặc biệt với những bài tập phù hợp để bạn có cơ hội trở thành người chiến thắng. Tại Quốc gia Hà Nội thì mình sẽ có những bài tập thiên về sức mạnh, sức bền để làm sao mình có cái thể lực tốt nhất. Thì những bài tập này mình có thể tập luyện những bài tập về body weight, những bài tập với tạ nhẹ để mình tham gia thử thách. Cái thử thách này mang đến cho mình một cái tinh thần, một cái năng lượng rất là lớn để có thể là một cái ý thức để có thể rèn luyện sức khỏe không chỉ là ở nhà mà mình còn thể rèn luyện ở phòng tập. Là phụ nữ hiện đại thì không nên ngại ngùng dấn thân vào các thử thách. Và khi mà đến với thử thách lần này thì sẽ chiến thắng. Thử thách thứ hai sức mạnh ngàn cân sẽ được diễn ra tại Time City Megamall Hà Nội vào ngày 12 tháng 11 tới.